Vâng, bây giờ em lên sấm con âm ly đèn LX33 nha bác. Lúc man LX33. Hai con này về trong ngày hôm kia. Thì đi video này, em về đường này về hai con nha. Đều đẹp long lanh như nhau nha. Đây các bác chỉnh bát chép. Nó là dòng âm ly đèn đến từ hãng Luckman của Nhật Bản, sử dụng là 4 máy công suất IL34. Chỉ IL34 thì nổi trội ở cái dải tầng là ngọt ngào và mềm mại và âm ly đèn. Nhưng mà những dòng này nó lại có chỉnh bass trap nha, chỉnh bass trap nên là các bác yêu thích canh chỉnh bass trap mạnh nhị thì những con này nó đáp ứng rất là ngon. Hay là những cái đèn để báo hiệu mà mình cho xài cái kênh nào này, đây đấy. Điện 100V nha các. Đặc trưng như dòng LX33 này là mạch vần gold, rất đẹp nha. Em về được hai con nào cũng đẹp. Thì con này là series 0498 nha, 0498 điện 100V nha các bác, điện 100V nha. Con này mà các bác chơi loa tăng noi, chơi loa toàn giải thì hết bài. RB những dòng bass 30 đô lại. Tất cả bấm theo máy hết nha các bác. Hoạt động hoàn hảo nha. Vừa rồi về hai con lên đường hết rồi các bác. Hai con này thì do tại nhiều việc hàng về nên là chưa làm video được. Tối nay mới làm video cho các bác đây. Đấy. 0498 nha. Tại vì về hai con thì báo series cho các bác lựa chọn thích con nào cũng được. Tại vì nó đồng một giá à. Thì em tuyển lựa được về tiếp hai con hàng đẹp hết nha. Đây là đường tín hiệu đầu vào này. Trạm loa 100V. Rồi sau đây em mở luôn bên cái nắp để có cùng xem. Vâng, đây là bên trong. Nó sử dụng là hai cái tăng phô này, xuất âm này các bác. Tăng phô chính này, nuôi nguồn này, là tụ này, phần bóng rề cho mỗi kênh. Đây là phần 4 bóng công suất IL34 theo máy. Các bác thấy đầu bóng máy tinh. Những bóng theo máy cực kỳ là xịn sò nha. Đây, bác nào chốt con này ra luôn. Đây, sườn rất đẹp nha. Nghe nhạc vàng, bolero nhìn nha. Và thích nghi chất đèn thì khó mà bỏ qua những dòng đèn của Luckman LX33. Tiếng ngọt ngào, nhiều nha. Và hỗ trợ được chỉnh được bass trap nữa các bác. Sang trọng, trưng bày đẹp, mạch bằng gold. Giá là 23 năm, bao gồm phí ship rồi các bác. Bác nào chốt thì alo liền cho em nhé. Và sau này chơi đèn nó hay lắm, chơi đèn nó hay là sau này các bác có thể mình có muốn thay đổi chất âm, mình nâng cấp lên những bóng là của Mỹ hay là bóng của Mula cao cấp. Mula thì đắt tiền, cũng là IL34 luôn, nhưng mà mỗi bóng nó sẽ chất âm nó khác nhau. Những bóng Mula thì chất âm nó tuyệt vời, rõ đắt tiền. Và bóng Mỹ nó sẽ khác, còn đây là bóng theo máy IL34 của Japan. Đấy. Chơi đèn nó hay đó, kiểu như là mình muốn thay đổi chất âm thì mình đơn giản, mình chỉ cần mua một bộ bóng như thế này, chúng ta thay đổi và rút ra và cắm bộ bóng nó vào. Đấy, ví dụ như thế các bác. Chơi đèn nó hai cái điểm đó, nên là các bác thích là vật vật làm mò mành hay là lâu lâu chúng ta lại thay đổi, hay là mình nghe cái loa kia mình hợp với cái bóng Mỹ hay là hợp với bóng Mula hay là hợp với bóng Nhật thì mình bỏ vào, hay mình thích nghi nó hay cái điểm đó. Chúng ta có thể thay đổi một cách gọi là trực diện, chúng ta có thể mình thay đổi tự mình, không cần phải thay đổi cam ly. Đấy. Chơi đèn nó hai cái điểm đó. Rồi em dừng video nha. Bác nào lấy con này thì alo cho em LX33. Vâng, em chính mình xin chào tất cả các bác. Nên em về được một cặp tiếp theo, đó là cặp JBL120TI, dòng loa phải nói là rất là hiếm, cặp Nhật đời tại Việt Nam. Đây là dòng loa JBL, cấu hình nó là bass 30, một mic, một jack, ba đường tiếng, và thiết kế nó là thùng gỗ lạng nha bác, thùng gỗ lạng. Và dòng loa 120TI nó rất là hiếm, hiếm hơn rất là nhiều so với những dòng mà em thường giới thiệu như bác, như 4312L100 hay là vân vân, thì nó mang cấu hình khá giống những dòng L12. Nhưng mà thiết kế của nó thì đẹp hơn, có nghĩa là bass mắc hơn các bác, theo kiểu dynamic. Đấy, các bác sẽ thấy e-can nó sẽ lòi ra và có một cái logo phía ngoài và một cái logo phía trong, nên là các bác trưng bày cặp này rất là sang nha. Đấy. Và nó có một cái nghệ thuật điêu khắc khứa cạnh như thế này. Và cặp này được về là gọi là thiếu mũi xốp nha các bác. Bác là mình sưu tầm thì alo. Cặp này thì ngay hơn, hay hơn những dòng 43 nha các bác, 412 thì giá nó nhỉnh hơn. Hàng cực đẹp nha, hàng để các bác sưu tầm.
thiếu mỗi xốp thôi. Thùng nó là đặc biệt là từ gỗ lạng xung quanh cho đến phía trước cũng là gỗ lạng nha. Thì em sẽ tháo cái căng. Đấy, cái căng thì chúng ta chỉ cần giật lên thế này thôi. Căng zin luôn nha, rất đẹp, nói chung là A tới Z luôn. Bằng sưu tầm từ alo cho em Chiến thôi. Đây cũng vậy, chúng ta giật nhẹ nhàng ra bốn góc ra, tại vì nó có rác bốn góc nha. Đấy, rất đẹp luôn. Đây, đây là một logo bên trong. Phía trước nó cũng là gỗ lạng nha các bác. Đấy, sở hữu là bát 30. Đấy, cần mút nên là tiếng bát nó trầm và nó mạnh mẽ hơn y chang L12 luôn các bác. Tiếng bát chắc khỏe và chép là chép titan. Chép titan. Chắc là bén và mic hay là mic này. Mời các bác cùng xem tiếng loa trước nha. Là loa chép titan. Và đây là loa mic. Đấy. Đẹp cực kỳ nha. Đây là cái tem phổ thông hơi. Bát 30. Thiếu mỗi thùng xốp nha các bác. Giá là cặp này là 30 triệu nha, bao gồm phí ship. Bác nào chuyển con đủ thì bớt 300 ngàn, còn 29 triệu 700. Cọc tiền thì cọc 10% trở lên thì em đóng hàng và ship hàng cho tất cả các bác ở mọi miền Tổ quốc nha. Mời các bác cùng xem này. Cực đẹp luôn nha. Rồi, quay chi tiết loa để các bác cùng xem. Bác nào lấy thì alo cho em qua hai số điện thoại ở trên màn hình nha. JBL L120TI. Đây là phía cạnh phải của cặp loa. Đây, các bác thấy đồ đẹp đó nha. Từng chiếc nha các bác. Từ trên xuống dưới nha. Là dính xốp luôn. Mới khui sáng nay luôn. Đây về tổng thể phía. Đấy. Rồi tới cạnh trái nha các bác. Đây, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác có thể xem. Vân đặc trưng vân gỗ dòng này thì nó kiểu như là gỗ thông các bác. Đây. Như những dòng L36 là L26 được cắt đấy. Đây, phía sau loa chỉ có hai cây vi tinh chỉnh cho giải mic và giải treble, nghĩa là tăng âm giải tầng. Đây, kèm 2 dB là trừ 2 dB. Đây là trạm loa bắp chuối, nó sử dụng trạm loa bắp chuối hoặc là mỏ chim. Mỏ chim thì các bác phê vặn nó ra nha. Để nhét vào thôi. Model M120TI. California Ultra. Cực đẹp nha. Ở siêu đẹp luôn. Đấy, các bác là mình muốn xem sửa những dòng loa nghe nhạc cao cấp và tuyển chọn những dòng loa đến từ JBL thì các bác theo dõi kênh của em. Bên em chuyên đồ Mỹ. Loa thì chuyên loa Mỹ nha. Loa châu Âu, loa Nhật thì em biết làm. Rồi, em xin chào và hẹn các bác video tiếp theo thì mới về cặp L120TI. Để thiếu thùng xốp, em qua và giới thiệu cho các bác ở mọi miền Tổ quốc cùng xem. Bác nào có yêu thích cặp loa và muốn sưu tầm mà hàng đẹp thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại 0978 338 142 hay là 0965 77027.